Có lẽ, ngoài những giá trị độc đáo về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc, đền An Xá hay còn gọi là đền Đậu An thuộc xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên còn kết tinh những giá trị đặc sắc độc đáo về vật thể và phi vật thể. Chính vì thế mà các thế hệ người dân nơi đây đã đời nối đời truyền cho nhau một câu ca vô cùng nổi tiếng để nói về sự hấp dẫn của đền Đậu An. Tỉnh Nam vui nhất phủ dày, vui thì vui thật, không tày Đậu An. Khi bước chân tới đây đấy thì trước hết là tôi cảm nhận được cái sự linh thiêng của cái di tích này và rất là xúc động. Và vì vậy cho nên ấy, tôi nghĩ rằng là cái việc mà nhiều người hành hương tới đây rồi các nhà nghiên cứu quan tâm tới di tích này đấy cũng là cái điều dễ hiểu, là bởi vì đây là cái nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, cái ngọn tháp, cái bệ thờ đều làm bằng đất nung. Và cái này nó trở thành một cái di sản có thể coi là vô giá. Đấy cũng chính là cái nét đặc sắc của đền Đậu An. Cách đây 35 năm, năm 1989, đền An Xá đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin và Thể thao xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, đền An Xá đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Ngày 25 tháng 12 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 2198 công nhận tháp đất nung đền An Xá là bảo vật quốc gia. Hơn một năm sau, ngày 30 tháng 1 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 41 công nhận bệ thờ đất nung hiện hữu lưu giữ tại cung cấm đền An Xá là bảo vật quốc gia. Mới đây nhất, ngày 10 tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 3435 ghi danh lễ hội truyền thống đền An Xá là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Chuyện xưa tích cũ, những giá trị ẩn chứa trong lòng đền Đậu An, ngôi đền cổ có khởi nguồn trên 2.200 năm tuổi, vẫn còn nguyên giá trị, là tài sản, nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và mãi là niềm tự hào của các thế hệ người dân xứ Nhãn. Là điểm đến, một địa chỉ sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh hấp dẫn của con dân đất Việt và du khách bốn phương.